cây luôn rồi, hết về luôn rồi. Quá đen anh em ơi. Đen dữ lắm, cho chớp dữ. Về anh em ơi. Đen quá, chớp quá. Màu luôn mọi người. Ngoài mini lên con mọi người ơi, mới thử coi nó ăn không, mà nó ăn thiệt quá đã. Ừ, ghê dài quá, im gỡ luôn mọi người. Chưa kịp mồi điếu thuốc nữa là nó quất rồi, nên chưa có quay cái mồi điếu thuốc cho mọi người. Ngâm nó đi, chạy nãy giờ cũng mệt, uống miếng nước mà hút cái thuốc ngồi thưởng thức. Ngã cây luôn rồi, hết về luôn rồi. Khu nãy mưa gió lớn quá, chạy về khu Tân Lập câu luôn mọi người. Khu Tân Lập này ở gần khu công nghiệp Long Giang nha mọi người. Trở lại mấy cái điểm cũ câu. Thấy cũng có cá lên móng mà hơi thưa nha. Bây giờ xuống cần mọi người ơi, mời mọi người theo dõi nha. Xem video giải trí nha mọi người. Chỗ này lâu lắm rồi mới câu lại, gần 2 tháng. Lúc trước đám khóm này già ta chưa khóa, giờ chuẩn bị khóa chống lỏng cho nên lội vô nó dễ. Cùng tim hoài không ăn, nhát dữ vậy. Cùng tim chạy thôi mà. Kéo qua đó mọi người, chịu ăn rồi đó. Rồi sảy luôn. Lốt bự hự của biển. Ghê mà. Lên luôn rồi. Con đầu tiên nha. Đó luôn mọi người. Không được bự lắm, dài thôi. Đứng rồi. Lúc. Rồi dướng luôn. Ừ thôi. Lên mọi người. Cá luôn mọi người.
phóng xa nó hơi bị giật. Gỡ cá mồi rồi. Mọi người ơi, vậy luôn, mới thả xuống quất liền luôn, thấy mưa muốn quay, giờ quay luôn. Chào bá, quá đen anh em ơi, đen dữ lắm, ra chớp dữ. Về anh em ơi, đen quá, chớp quá, ghê quá, chục mấy con cá anh em ơi, hồi về đổ ra anh em xem nha, đen đều hết trơn, chớp quá chớp. Mấy con mưa gió ơi, đi về luôn, chớp quá. Đây mọi người, con trầu dày bự rồi, bác này tính về thả chết ngót luôn rồi. Hai con nhỏ chết sống rồi, này nút sâu quá chắc chết, lưu bị cũng chết. Năm con cá được, còn như nữa ba cá nhỏ rồi, sao tám con. Chào mọi người luôn, hẹn mọi người kiếm đi câu khác nha mọi người.